Dưa lê thích ứng với nhiệt độ 17 đến 33 độ C, do đó có thể gieo trồng vào 3 vụ chính: vụ xuân hè gieo tháng 3, tháng 4, vụ hè gieo tháng 5, tháng 6 và vụ đông. Bà con nên làm bầu gieo hạt để tiết kiệm hạt giống, công chăm sóc giai đoạn đầu, tăng độ đồng đều của cây. Đất phải được cày bừa kỹ, tơi xốp, sạch cỏ dại, bón 30 đến 40 kg vôi bột trên một sào trước khi lên luống 10 đến 15 ngày. Mật độ trồng cây cách cây 40 đến 45 cm, trồng một hàng ở giữa luống, đảm bảo mật độ từ 500 đến 600 cây một sào. Khi trồng, bà con cần nhẹ nhàng tránh làm vỡ bầu, đứt rễ cây.